Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay công ty Thế Giới Bảo Mật sẽ giới thiệu với mọi người một dòng máy in công nghiệp có model đó là RIN 4012 PLM Cộng của hãng Autonic, một hãng rất nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Thì đây là chiếc máy RIN công nghiệp của hãng Autonic. Nó có thiết kế rất là nhỏ gọn, bên ngoài là bằng khung thép rất là chắc chắn. Đây mọi người có thể thấy tất cả mọi linh kiện bên ngoài rất chắc chắn bằng thép, thì nó tránh được va đập. Ứng dụng của nó là sử dụng nhiều trong các nhà máy khu công nghiệp hoặc là các phân xưởng hoặc là các công ty để dùng để gia công in các loại tem nhãn nhiều kích thước khác nhau, nhiều chất liệu khác nhau. Với công suất in lớn, nó có thể in được rất là bền. Thì chiếc máy in 4012 PLM Cộng này nó có thể in được trên nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như là đề can thường, đề can PVC hoặc là đề can nhàn vải hoặc là đề can chì bạc. Rất nhiều các loại đề can khác nhau để mình có thể sử dụng với máy in này. Thì máy in 4012 có kích thước của đầu in đó là 4 inch, tương đương với là 104 mm. Thì kích thước của đầu in 4012. Rồi, và máy in 4012 có hai cổng kết nối chính, một đó là cổng USB, hai đó là cổng Type 2. Thì đây là hai cổng giao tiếp chính. Nếu mà các bạn muốn cổng LAN thì mình có thể là option riêng cổng LAN. Và em cũng xin kể thêm một số option riêng của máy luôn. Máy có khả năng từ lột nhãn hoặc là mình có thể là option thêm giao cắt phía bên ngoài máy để sử dụng lúc mà mình in nhãn nào ra cắt nhãn đó. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử và cho mọi người xem về khả năng in trên chất liệu, nhiều chất liệu khác nhau của máy. Vâng, bây giờ em sẽ tiến hành test thử cho mọi người thấy được khả năng in cũng như là độ sắc nét của máy in RIN 4012 PLM Cộng này, một dòng máy xuất xứ 100% của Nhật Bản. Đây mọi người có thể thấy nét chữ in rất là đẹp, rất là tốt. Đây những cái size chữ rất là nhỏ ở đây. Máy có độ in là 105 mm và có tốc độ in lên tới là 6 in trên 1 giây, tương đương với 152 mm trên 1 giây. Đó là tốc độ in của máy. Mọi người có thể thấy thêm là vỏ bọc bên ngoài của máy là bằng kim loại nên rất là chắc chắn. Đây là đang in thử trên bằng chất liệu giấy PVC. PVC là loại giấy mà mình sẽ không rách nên sẽ không thể rách được. Mình chỉ có rách được lớp đế ở phía bên dưới chứ còn giấy nó không rách. Đây, máy in rất là tốt ạ. Mọi người thấy. Và đặc biệt máy này in siêu bền. Tiếp theo em sẽ in trên một chất liệu khác, đó là chất liệu chạm ribbon hoặc là satin, mọi người có thể sử dụng nhé. Thì em đang sử dụng đấy là nhãn ribbon. Thì để cho mọi người thấy được cái khả năng in của máy cũng như độ sắc nét của máy có thể in được. Đây mọi người sẽ thấy em đang in đây. Đây là các logo hoặc là các biểu tượng của mình nha. Đây, in ra rất là sắc nét, rất là đẹp. Mà ít máy in mà vật có thể là in được với chất liệu này của máy. Máy RIN 4012 có độ phân giải là 300 dpi. Đây mọi người có thể thấy in rất là nét, rất là đẹp. Máy này được các xưởng gia công rất là ưa chuộng để sử dụng in gia công trên các chất liệu nhãn ribbon hoặc là satin. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số tính năng cũng như là em in thử cho mọi người xem về khả năng in của máy RIN 4012 PLM Cộng của hãng Autonic Nhật Bản. Thì em xin nhắc lại một số tính năng đặc biệt của nó nhé. Thì máy có độ rộng đầu in đó là 4 inch, 104 mm, và có tốc độ in nhanh nhất đó là 6 inch, tương đương với 152 mm. Thì bên ngoài máy thì có bằng vỏ bọc kim loại rất là chắc chắn, ứng dụng được trong các nhà máy công nghiệp hoặc là trong các xưởng gia công có thể in nhiều. Máy có thể in được nhiều chất liệu tem nhãn khác nhau, ví dụ như là thế mạnh của máy là in nhãn đề can thường, đề can chì bạc, đề can PVC, và đặc biệt là có thể in được nhãn vi băng hoặc là nhãn satin. Thì máy có thể in rất tốt, được các xưởng gia công rất là ưa chuộng. Đối với dòng máy này, các bạn có thể thấy là máy có kích thước rất là nhỏ gọn,
mà nhưng độ bền của nó được gọi là siêu bền. Nó là một trong những dòng máy in mặt và tốt nhất hiện nay trên thị trường. Em xin cung cấp với mọi người một số thông tin cơ bản như vậy. Nếu mọi người có cần thêm thông tin thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mạng Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập theo đường link bên dưới để được hỗ trợ thêm. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, có thể là nhấn vào nút subscribe để ủng hộ công ty Thế Giới Mạng Vật hoặc là theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.